Vâng, Khang Minh GVL xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em. Ngày hôm nay buổi sáng sớm 21 tháng 12, Khang Minh sẽ phải đóng nhanh đi mấy cặp loa để chuyển trả cho các bác khách hàng. Một hai ngày vừa qua thì Khang Minh khá là bận hàng hóa, rồi thì khách cho nên là hơi chậm hàng một chút, các bác và quý anh em thông cảm nhé. Hôm nay Khang Minh sẽ trả bác khách hàng cặp 4704A này và cặp 4733X thì Khang Minh cũng chưa cả kịp làm video cũng phải chuyển đi. Một cặp cực kỳ xuất sắc và giá tốt. Ngày hôm qua, đêm hôm qua Khang Minh cũng phải mở ra để dán tem để chuyển đi ngày hôm nay mà không có thời gian để làm video, bởi vì những ngày tiếp theo Khang Minh rất là bận việc nhà, cộng với hôm nay đóng khá nhiều thứ đi để chuyển cho các bác khách hàng. Thì hai cái cặp loa to này cộng với lại mấy con đẩy và con sub bass kia nữa, cho nên là không có thời gian làm cặp làm video cái cặp 4733X này của bác khách hàng. Khang Minh định làm video cặp 4733X này giới thiệu và test nhạc, test âm chẳng hạn, và có một cái mức giá rất là tốt để các bác và quý anh em có cơ hội sở hữu cái cặp full đôi dòng từ thường cao cấp nhất này của JBL. Nó đẳng cấp và rất là huyền thoại. 4733X một cặp xuất sắc. Khang Minh sẽ phải đóng gói lên đường ngay hôm nay. Cũng là tốt thôi để bác nhanh nhận được loa. Và hôm nay Khang Minh cũng phải đón tiếp các bác khách hàng ở Linh Bình lên nữa, cho nên là không có thời gian. Có lẽ Khang Minh sẽ làm cái video sau về cái model 4733X này chẳng hạn. Một cặp rất xuất sắc, Khang Minh đã dán tem mác đầy đủ bên trong của cửa hàng, zin nguyên bản và để giao cho bác. Các bác quan tâm đến những sản phẩm âm thanh mỹ bãi, đồ tuyển của Khang Minh, vui lòng liên hệ theo số máy trên đây của Khang Minh và đăng ký kênh của Khang Minh GVL. Khang Minh xin hẹn các bác ở những video tiếp theo. Ngày nay, ngày mai Khang Minh sẽ không lên kênh được do bận công việc và việc nhà. Hẹn các bác ở những ngày tiếp theo Khang Minh sẽ lên hàng, lên kênh, lên sóng. Cuối tuần chúc các bác vui vẻ. Hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.